Đây khu nhà mát lý tưởng, khu nhà mát lý tưởng. Đây là cái mương dừa, cái làm nhà mát trên cái mương, xung quanh trang trí cây. Trời ơi, lạp xưởng. Lạp xưởng này lông dài, lạp xưởng lông dài. Con sẽ thôi, con sẽ tiêu rồi. À, búp hả? Búp mặt sệ hả? Lạp xưởng này lông dài. Em mới mua. Chim này chim gì ta? Yến. Vậy Úc. Vậy Úc hả? Con gì à, cóc ca tin gì đó. À. Cái này nó giống như yến phụng, nó ăn hạt kê rồi nè. Thường... nhớ kêu anh kìa. Hả? Ông đi ngoài, rủ ông đi ăn dỗ, ông đi ngoài nè. Hôm nay đang dỗ ngoại em luôn nè. Vậy luôn hả? Ờ. Này Sambo Cần Thơ phải không? Hai vợ chồng đang làm hả? Sambo Cần Thơ phải không? Ai biết. Này táo Thái nè. Thái. Này mua đâu? Mua trên mạng không? Táo Thái này có nhiều khi nó có một nhánh nó ra cà gai, nhánh táo gai nữa. Nó ghép mà tự ghép nó tự ghép mà cái táo gai mình phải cắt. Phải cắt bỏ. Bữa nào mua ăn cây được. Ừ. Mua cây trồng. Trái dữ lắm này, trái dữ lắm. Thấy nhỏ gọn gọn. Chưa biết là đậu không nữa hả? Đậu. Táo Thái á. Mới mua nó giao ngày hôm kia. Nhiêu cây vậy chứ? Mấy chục ngàn này, mấy chục ngàn vậy? Quên rồi, không nhớ nổi đâu. Ừ. Hù khế. Nó có cái đồ khóc nước hay sao gì khế lan quá trời. Ôi ôi, wow, sen đá mà nó bò quá trời bò luôn, nguyên giường kiển luôn. Phúc mai giữ không, mai gốc bự 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 luôn. Này trồng cái nào anh biết này là gì không? Không đu đủ dây. Đu đủ dây hả? Lạ vậy, ra trái đu đủ luôn hả? Ừ. Cái này lạ, mới thấy à. Lâu rồi. Đu đủ dây. Thôi. Cá mày mà là bự trầm khá. Cái màu này bự dưới ta. Cái màu gì mà bự dưới ta? Nó lâu năm á. Dạ. Lập dừng, nó ra bông cho mà thấy. Đó. Nó đổ ra là đẹp bự thấy. Trời ơi, cái cây này trồng lâu dưới hả anh? Chiếc lột dừng là cái này nè. Cái này là bông nhỏ, còn cây đó là bông lột chiếc của mình á. Dừng là miền Trung, lá nhỏ. Tối tổ bông đẹp lắm. Ừ, thơm. Tổ bông đêm. Cái này mấy năm rồi ta? Thôi mấy chục rồi chứ. Góc vậy là mấy chục rồi.